Hello, Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay là chiều thứ bảy và Hồng An cũng xin chia sẻ anh em một con Dream Thái. Hàng cũng tương đối là một con xe đẹp và giá thành rất là tốt nha anh em. Anh em mình chơi có thể mình khả năng vừa mình chơi con xe này cũng dạng là thuộc dạng chuẩn cho anh em mình chơi nha anh em ha. Con xe này là áo tem zin theo xe, mình sườn zin bạc lóc còn rất là đẹp anh em. Cầm điền bô là vẫn còn theo xe nha anh em ha. Xe này vẫn zin vẫn còn nha anh em. Bẩn zin vẫn còn đúng đời đúng đắt là 96 ha. Xe này chỉ có thay đúng cái da yên và đế yên anh em. Xe này yên không có phải rồi ha. Và đầu clip Hồng An cũng xin nói với anh em luôn, con giá này là Hồng An bán 60 triệu nha anh em. Một con xe rất là chuẩn và chất cho máy anh em mình chơi đi xa đi tỉnh ok ha. Hồng An quay rất là kỹ, anh em mình cố gắng mình xem một chiếc xe tôi nói là đẹp và giá thành chỉ có 60 triệu thôi anh em ha. Một con xe rất là đẹp long lanh luôn nha anh em. Xe này là nói chung là những cái tem áo zin theo xe vẫn còn hết anh em ơi, rất là đẹp đời của nó đúng luôn nha anh em ha. 50 đầu anh em, 50 đầu là đời 96 á, 96-97 đó anh em nè. Những cái cốp của nó theo xe vẫn còn nguyên hết anh em ơi. Hôm nay cố gắng quay rất là kỹ nha anh em ha. Anh em mình chịu khó mình xem quay từ bên trong ra ngoài cái sườn luôn. Tem theo xe ha, rất đẹp, mặt zin vẫn còn ha, sườn đẹp lắm anh em. 510 ha, đời 96 chứ đừng phải là 51 đầu nha anh em. 51 đầu là đời 202 rồi ha, đời cuối cùng rất là cao. Hàng đó là hàng Việt Nam lắp ráp rồi anh em, dễ lẫn lộn lắm nha anh em ha. Nhiều khi là 50 là khác và số máy 51 là khác nha anh em, khác xa lắm nha anh em ha. 51 đầu là đời cuối cùng của cái dòng Dream Thái, là hàng lắp ráp tại Vĩnh Phúc, do nó là giòn xanh, đời cuối của 82 đầu luôn nha anh em. Đâm ra mình dễ lẫn lộn lắm, đâm ra mình chơi mình phải am hiểu cái số khung số máy đời nào để mình có cái kiến thức mình mua những chiếc xe đúng đời nha anh em ha. Sườn của nó nè, yên thay rồi nè, không phải của nó nè, yên này là yên đế sắt mới đúng nha anh em ha. Xe này sườn đẹp lắm anh em, sườn đẹp, cố gắng quay bên trong cho anh em mình xem luôn nè. Rất là đẹp ha, sườn zin hết, quá trời, quay rất là kỹ anh em. Giá thành nó 60 triệu, xứng đáng anh em mình chơi ha. Xe hết trơn, zin nè. Đẹp. Cái đuôi của bác là theo xe nha anh em ha, của Thái nha anh em. Chui đèn nè, đó. Cái viên cái chóa sao là của Thái luôn anh em, kiểm tra rất là kỹ ha. Sườn bông chạy chỉ luôn nè. Kiểm tra kỹ lắm em, sườn đẹp, quá đẹp, sườn đẹp lắm anh em ơi, không có bị bung bị dập, chưa làm đồng chưa gì hết ha, sườn đẹp lắm, long lanh luôn em, sườn đẹp, đẹp, không có lủng không gì anh em ha, sườn cực kỳ đẹp luôn anh em. Rất là đẹp anh em thấy không, sườn còn xanh nẻo luôn anh em ha ha. Đó là phong của nó xong nè, rất là đẹp luôn. Đây này, chạy chỉ nè anh em coi ha anh em ha. Chạy chỉ luôn, đẹp chạy chỉ luôn. Đèn nó chóa quá, nó không có rõ gì mấy, anh em thông cảm anh em ha. Lại quay buổi chiều rồi. Đây nghe nè. Chạy chỉ luôn. Chạy chỉ hết. Không ăn lấy cốp nha, xe này nói chung là bình để lâu quá, hết bình rồi anh em ha. Lấy bình ra rồi, cốp zin. Logo của nó nè, đúng của nó, không gãy ngàm nào nha anh em ha. Sườn đẹp, còn sạc zin theo xe anh em ha, còn nguyên hết. Sườn đẹp, sườn đẹp, còn nguyên hết. Chạy chỉ luôn, chỉ không anh em. Bên trong của nó bên đây luôn nè, chiếc rim mà quan trọng cái sườn. Quá trời đẹp anh em,
Không có lủng không nha anh em ha. Rất đẹp. Gấp theo xe đẹp. Gấp này. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Sống còn đẹp luôn nè, thấy không? Chỉ có phần này thôi. Chỗ này chút xíu à. Thấy không? Xíu thôi. Gấp đẹp. Quá ok. Cái sườn. Trời ơi nó đẹp. Thấy không? Nguyên hết. Sườn đẹp cực kỳ luôn nè. Bô 1985. Cái bô này bô like rồi em ơi. 2543 ha. Nhưng mà bô này bô zin nha. Bô zin 2543, không phải bô like, bô zin của hãng. Đời 2000 anh em. Chủ xe họ thay cái bô này đời 2000 ha, 2543 nha. Còn mà bô đời 9697 là 1985. 9899 luôn. Riêng đời 2000 là 2543. Cốt zin theo xe ha. Ôi ôi. Của thắng. Ba thắng. Còn nguyên. Đẹp. Quá trời đẹp. Bây giờ nè. Rồi bát còn nguyên luôn nè. Cũ cũ với những dữ rất là đẹp nha anh em ha. Đó. Theo xe tới giờ những cái dấu sơn zin của nó đó, ốc đáng xanh lè luôn anh em thấy không? Trong hàng này là đẹp rồi anh em ơi ha. Đẹp. Cao su zin nha anh em ha, chưa thay nha. Nói chung nó hơi sệ tí ha. Cao su nó rút lại nó sẽ sệ nha anh em. Anh em nhớ nha. Vẫn còn nặng anh em ha. Chốt zin, cao su zin. Phục zin theo xe nè. Tới giờ anh em. Zin nè. Chụp xe đẹp lắm nha anh em. Lòng lành ha. Có xét có mục nha anh em. Rất đẹp. Lòng lành luôn. Như mới. Má đầm đẹp ha. Đầm đẹp luôn. Cũng bị chấp chấp chút xíu nha anh em. Đầm đẹp. Câm nè. Cầm theo xe, điền theo xe anh em ha. Xem go oxy nha anh em. Cầm nó vàng vàng anh em ha, xanh xanh. Cặp tay trong cũng đẹp nha anh em. Không có bị chốc, bị bung. Sơn còn ok lắm nha anh em ha. Sơn zin nè, không có dập tốt nha anh em. Bạc zin hết, xe này bạc zin nha anh em ha. Đẹp ha. Ok. Ốc đẹp. Đẹp ghê đẹp. Giò đạp nè. Lọc đẹp. Quá trời ha. Đầu đập thắng nè. Còn đẹp nha anh em. Lọc đẹp nha anh em ha. Xe đặc biệt đầu nồi chưa rớt nha. Máy êm như xe điện nha anh em. Máy rất là êm. Anh em đi xa đi tỉnh là ok ha. Bảo hành máy 1 năm cho anh em luôn nha anh em. Xe là Hồng An bán cho anh em đều bảo hành máy 1 năm hết. Sườn nè, tem zin nè. Đẹp. Đẹp ha. Hồng An đóng yên lại nha, để nổ máy luôn. Rất là đẹp. Sườn của nó nè. Chạy chỉ hết trơn. Đều chạy chỉ hết ha anh em ha. Sườn đẹp quá anh em ơi. Kiểm tra rất là kỹ, không có hàng, không có nói, không có gãy ống nha anh em ha. Nguyên hết ha. Rất đẹp. Trên cổ nè. Nguyên bản luôn. Mạc zin, tem zin nha anh em ha. Tem mét theo xe tới giờ. Sườn long lanh. Rất đẹp. Chẳng ba còn đang thui à. Trên em chẳng ba zin theo xe ha, nhìn là biết liền anh em, rất là dày, nó nặng lắm.
bình xăng nè. Cái này càng mới rồi nha anh em ha. Bình xăng nè, đó, màu đẹp. Đó, đầu này nè, đầu e nha anh em ha. Đó, do này do zin đời này là do đen nha anh em. Rất là đẹp. Toàn bộ đi do đen hết anh em ha. Do đen của nó đó. Sơ sớ anh em. Do zin của đời rim 98, 97, 96, 95, 94 á, do đen hết nha anh em. Sơ sớ đó, anh nhìn kỹ thấy không? Sớ đen hết. Vậy luôn nè. Toàn bộ là do đen. Nó đứng rồi. Đẹp quá anh em ơi. Ghê chưa? Quá đẹp. 60 triệu sức rất là xứng đáng ha, không ăn quay rất là kỹ nha anh em. Xe này hồi đó nó dùng cái bình nước nè, năm nay còn cái ống đó giờ anh em. Đó. Nhét nó vô đây anh em ơi. Đó. Rất là đẹp, mình nhìn kỹ. Sườn bọng độ ok anh em ha. Đó. Quan trọng cái phần dưới anh em. Một cái gì cái xét nó nhìn chỗ này biết liền. Rất đẹp. Quá trời. Đẹp quá. Cùm cũng vậy luôn anh em ha. Cùm đen thui cho anh em. Đó, đời này đúng nè. Nút đề mà hồng hồng anh em ha. Còn nút đỏ là đời 93. Rim hồng. Tem hồng là nút đỏ nha. Và đời 99. Đầu 82. 81. Là nút đề màu đỏ ha. Còn đời này với là trở về trước là nút đề màu gạch cua nó cam cam vậy đó mới đúng. Chơi cầm theo ít nha, đúng đời đúng đất ha. Nó rim à, bao ta theo xe cứng ngắc anh em. Tới giờ luôn nè, kéo không ra anh em chết rồi ha. Chết bao tay luôn rồi nha anh em, rất là cứng. Cái anh em không biết á, mình mua cái cầm đề là nhìn là biết đời là biết liền rồi. Cái đời này là đời 97, 95, 96, 98. Qua 81 đầu là nút đề màu đỏ rồi. 82 đầu, 51 đầu là nút đề màu đỏ hết. Đặc biệt cái chỉ có hàng rim tem hồng là nút đề màu đỏ thôi nha anh em ha. Nói chung không ăn cọp nhiều lắm anh em. 4.000, 8.000 hàng sưu tầm không bán nha anh em ha. Thông ra những cái chiếc xe chất liệu không ăn đều rất là rành ha anh em ha. Không phải không ăn nói không chuẩn đâu anh em, rất là chuẩn luôn. Về theo xe ha. Ba ga theo xe, mắt mèo zin anh em này, nhìn cái nhựa biết liền à. Nó mờ mờ anh em ha. Bóng quá là không phải nha anh em. Mờ mờ mới đúng ha. Bóng là hàng mới anh em ha. Có lỗi chỗ này. Nhìn kỹ nha anh em. Có lỗi một chỗ anh em ha, chạy chạy. Phục zin nè, rất đẹp. Đầm zin anh em ha. Đầm phục zin hết, bạc zin hết. Niền nè, Siam Goshi S mới đúng nha anh em ha. Đường riêng là Siam Goshi S nha anh em. Bên trong của nó nè. GN5 nha anh em ha. Phục zin là của riêng là GN5 á mới đúng nha anh em. Đầm trăm còn xanh ha. Không có xét xét và ba cây anh em, trăm zin như vậy nè, không thể nào mới hết nha anh em ha. Cầm mà mới hết là cầm thai rồi ha. Cầm zin cũng phải có xét. Không có cây xét cây đẹp nó như vậy đó. Xe đậu mà anh em. Những con xe mà 4.000, 8.000, mười mấy ngàn cây của Hồng An cũng vậy thôi. Cũng có cây xét cây đẹp cho anh em. Này nhìn là biết đầu cầm zin rồi. Nhìn là biết anh em ha. Đầu cầm nó vẫn còn đẹp lắm. Rất đẹp, coi kỹ anh em ha. Niền là không có lủng nha anh em. Anh em coi kỹ nha, niền đẹp. Xe này cặp niền đẹp ha. Câm đẹp ha. Đó. Quay rất là kỹ anh em, mình có thể mình xem tới xem lui hai lần, ba lần rồi mình chốt. Ba ga này theo xe nè. Cũng có xét xét cũ một chút, không được mới lắm nha anh em ha. Đó. Chỗ mới, chỗ cũ. Tại xe nó gác đây nè, dễ bị động nước lắm. Ba ga zin mà anh em. Ba ga mới thì nó nguyên cây mới mới tinh nè, nó khác nữa nha anh em ha. Ba ga mũi là phải có cũ, có mới, có xét, có đúng là ba ga zin.
anh em. À, như vậy đó nó mới chuẩn được anh em ha. À, chứ đừng có thấy cây mới mới là khoái như anh em ha, cây mới là bay mấy cái ba ra mới không à. Đó, hàng chợ là hàng mới anh em, nó nổ máy đi anh em ha, đỡ bớt cái dung lượng, vừa nổ máy mình vừa quay. À, rất đẹp, chim tiến còn đủ nha anh em ha. À, rất đẹp, rất đẹp anh em ha. À, ổ khóa thay rồi nha anh em. À, tem zin của nó nè, coi kỹ anh em, rất là đẹp anh em ha. À, trời ơi đẹp long lanh luôn anh em. À, nhìn màu sơn là hiểu rồi, chỗ này bạc chút xíu. Máng chìa khóa anh em ha, cà cạ vô đó thì chạy nó vậy ra theo xe nè, ổ lính nè, tới giờ vẫn còn nè. Dây ga nè, đó, anh em nhìn cái dây ga ha, màu lính nha anh em, bao tay khỏi nói rồi, bao tay một cặp, cứng ngắc anh em ha, về thay lại nha anh em, tay thắng theo xe nè, đó, nó cũ cũ nhưng mà nó đúng theo xe ha, tại nó gắn cái chụp nhựa vô anh em, đâm ra nó giữ tới giờ ha, ở chủ xe họ gắn cái chụp nhựa ở đây nè, đó, gỡ gỡ nó ra đâm ra nó chạy chạy, đó, chụp mắt mèo nè, quá trời zin, coi kỹ anh em. Đẹp quá nè, ha, mờ mờ mới đúng anh em ha. À, chó đèn nè. À, ok anh em ha. Tiền nè, nước sơn rất đẹp, một màu một. À, sơn zin đó anh em. À, quay băng chiều nó cũng hơi bị tối á, chứ đúng ra ban ngày cũng đẹp lắm anh em. Anh em mình xem ha, chịu khó xem nha. Hôm nay cố gắng quay kỹ, 20 mấy 30 phút đi. Cái xe này đi ha. Và anh em chốt đúng 60 triệu nha, ba hồ sơ bao rút cũng cho anh em luôn nha anh em ha, bao ship cách tỉnh nha. Zin còn luôn nè anh em ha. Nói chung anh em ở nhà làm gì anh em rảnh rảnh cứ lên kênh Hồng An xem để mình biết được những cái kiến thức về những chiếc xe rim, những cái chức xe thế nào là chuẩn và hàng thay hàng mới gì đó anh em ha. Đồng hồ này mới nè, thay rồi nè, nhìn là biết liền ha. Không thể nào mới như vậy đâu anh em. Cái chụp này mới ha. Và đồng hồ là zin nha anh em. Kim đẹp lắm nha anh em ha. Đó, kim đỏ ao à. Cho anh em. Kim zin nè. Đó, mặt đồng hồ zin nè. Đó, cái mặt này là mặt mới thôi. Ở bên trong là zin theo xe. Đó, anh em thấy không? Thì kim còn đỏ ao à. Đó. Nhiều khi nó bị nứt á, nhiều khi chủ xe đậu bị nứt bị bể hay sao đó, chủ xe mới thay thôi. Đúng ra này xe đồng hồ này rất là đẹp, kim còn như mới luôn anh em ha, còn cam đỏ nè, rất là đỏ. Chứ cam cái kim mà nó xuống màu cam cam là đi rất là nhiều ha, còn cái kim này còn đỏ đỏ, chủ xe từ đó là kỹ hoặc đi ít nó mới được đỏ ha. Ngoài ra những cái chiếc xe mà cặp kim xăng kim công đồng mét mà nó xuống màu nó cam cam tái tái là đi rất là nhiều rồi, đâm ra nó sẽ bị xuống cái màu, chứ màu zin của nó rất là đậm, rất là đỏ. Xe nào cũng vậy hết, anh em cứ xem cặp kim xe cọp gì đó thì mình có thể đánh giá được chiếc xe đi nhiều hay đi ít anh em ha. Đi nhiều quá nắng á, nó bạc ảnh hưởng tới cái cặp kim, mà đi ít á, hoặc để trong nhà kỹ á, cặp kim nó rất còn đẹp, rất là đậm. Rồi, ok ha, mở về. Ok, chạy ha, ở chạy là không ăn quay luôn nha anh em ha, anh em mình xem. Có chạy có gì đó xem hết cho kỹ anh em, sườn đẹp ha, không có hàng không có đấu nha anh em. Cái chiếc rim anh em để ý những cái khung sườn nha anh em, ngay cái khung sườn cổ này nè, ống sườn này là dễ bị gãy, hàng nứt lắm nha anh em ha. Không khéo là mua về là nó hàng nó ống là lại đó ha, mua khéo khéo một chút nha, để những cái mối hàng đó thì khi mình không có mở áo ra mình không có thấy đâu anh em, mở cái bẩn ra là thấy liền hết à. Thì khi xe nó chở nặng quá nó xé sườn rồi nó gãy ống á, họ làm ra những cái ống mới á, sơn lại dặm lại hàng lại, đâm ra mình không để ý được đâu, rất là nguy hiểm ha. Chùi zin ha, không đấu nói nha, sạc zin rửa zin nha anh em, bảo đảm là sạc zin rửa zin hết ha. À, mình xăng theo xe nè, mình xăng zin theo xe luôn, lớn quá chỉnh nhỏ lại nè. À, ok liền, thấy không, phải đậu lâu quá không có bình đó anh em.
tàu rất đẹp ha. Đó, đi theo xe nó vậy nè, nó hơi dơ dơ ha. Đó, xe này nó đều lắm anh em, đều xe lắm, xe đậu mà anh em, rất là đẹp. Bình xăng nó đóng đen luôn mà, thấy không? Bình xăng nè, đó đang thui à. Đó, nó đều lắm anh em, dơ hay anh em thấy không? Anh em xiên anh em về rửa lại ha. Đó, chiếc xe rất là đều, rất là đẹp, về rửa lại hết, quá trời ok anh em ơi, sườn đẹp, rồi số 10 rồi. Quá đã nè ha, số sườn, sườn đẹp lắm nha anh em. Đa số là bị nhiều khi những cái số nó bị mờ luôn anh em, đi không kỹ á là mờ cái số luôn á. Nước nó động ở đây nè, rửa không khéo nước nó động anh em, một sườn một chỗ này luôn ha. Cái này giữ được cái số đẹp là ok rồi, đi kỹ lắm mới được như vậy. Lốc đẹp anh em ha, lốc đẹp, bạc đẹp, lốc đẹp, trời ơi chặt te đẹp quá, một màu một anh em ha, cũng có chốc chốc anh em, chốc nè, cũng có nha ha, chứ không phải không anh em, lốc zin theo xe anh em ha, lốc zin rồi, sơn không phết, chưa có dợp ở dưới, lốc rất là đẹp, mà dưới rất là đẹp anh em ha. Chứ ở dưới không khéo là dễ bị bung chốc lắm nha anh em. Quá trời ok anh em ơi, cổ bô nó cũ quá nha anh em ha. Đi cũng nhiều quá nha anh em. Cần số zin anh em ha, cần số zin, chống nghiêng theo xe, khu rim anh em, chống đứng này khỏi nói rồi ha, chống đứng theo xe nha anh em. Đẹp. Ốc nhái nè, xanh lè. Rồi gấp, đặt te, cao su theo xe. Tới giờ. Thì sao cũng vậy, Siam Go CS anh em thấy không? Siam nè. Câm cũng vậy ha, cũng có cây mới cây cũ nha anh em. Câm liền đùm theo xe hết anh em ha. Đẹp nha anh em. Không có dợp, không có bung anh em ha. Xe rất là đẹp, cuộc ok luôn ha, cuộc nó cũ, nó xét xét nè, thấy không? Ốc dù nha anh em mới đúng nha anh em ha, ốc của nó là đúng màu, đúng xanh hết, gấp rất đẹp, chạy chỉ luôn anh em ơi, gấp này quá đẹp, nhiều cái gấp nó chấp sơn nhiều cái lắm nha anh em ha, bấm địa vẫn còn luôn nè, thấy không? Rất là ok ha, ốc số 10 nè. Zin không nha anh em, zin không nha anh em ha, cái xe đó vẫn còn xanh xanh đấy giờ ha, vàng vàng xanh xanh nè, ốc số 10 nè, xét xét cũ cũ tí, đâm ra anh em xem biết nó quen anh em ha, xem biết biết cái nào là ốc zin, ốc thai rồi, phục cũng vậy nè, phục zin nó mờ mờ anh em thấy không, không có bóng luôn nha anh em ha, cái nào bóng bóng là mới đó nha anh em. Nhìn dễ biết lắm, đóng ten luôn nè, ốc phun rất là đẹp, không có xét không gì hết nha anh em, quá trời. Như vậy thôi, một con xe 60 triệu là Hồng An chia sẻ cũng rất là chuẩn rồi, chức xe, sườn, vàng bạc, lốc, máy, đầu nồi chưa rớt, máy rất là nhẹ luôn anh em, nổ máy đó anh em nghe anh em, một con xe đẹp anh em ha, trong xe này chỉ có thiếu đúng là cái yên thôi. Đó thì nói như vậy thôi anh em, 60 triệu mà làm sao mà đầy đủ hết được ha. Cái mặt đồng hồ này còn đã thay rồi, thay mặt đồng hồ nha, đồng hồ bên trong còn nguyên anh em ha. Chiếc xe như vậy nói chung thì kiếm cũng khó lắm nha anh em, không phải dễ nha, đặc biệt là cục máy này anh em là đi xa đi tỉnh là không ăn bao, anh em đi xa luôn nha anh em ha, mua những chiếc xe rim cũ nhiều khi anh em ngại đi xa ha, riêng Hồng An là bán cho anh em những chiếc xe là đã, nói chung là cứ đi xa đi tỉnh thoải mái luôn, vì nó là một con rim Thái, hàng Thái, máy Thái, cục máy chất thì anh em cứ đi xa thoải mái, chỉ sợ những chiếc mua mà những cục máy giặt á, máy nó nhão rồi anh em ha, đâm ra họ sợ anh em đi xa, họ khuyến các anh em nên đậu ở nhà, đừng có đi xa, để đi uống cà phê là khác uống cà phê thì đi mới 5-10 năm còn chưa hư nữa anh em, còn mà đã đi xa thì xác định là cục máy nó chuẩn chất mới đi xa được, đi tỉnh được,
chứ mà đi vòng vòng uống cà phê anh em đi tới cả một chục năm nữa cũng chẳng hề hớn gì máy đâu anh em. Đó. Mình đi xa mới cảm nhận được cục máy ngon, cảm giác nó phê chất lượng về cục máy mới đi xa được nha anh em ha. Năm ra Hồng An khuyến cáo cho anh em mua xe này, tất cả các xe tại Hồng An đều có thể đi xa được hết, đi tỉnh cảm nhận thử đi anh em ha. Đừng có mua về để ngắm để gì hết. Uống cà phê rất là bình thường rồi, uống cà phê là đi anh em đi một chục hai chục năm cũng chưa chắc hư nữa anh em. Quan trọng là phải đi xa đó, mua phải đi xa mình cảm nhận cục máy. Một chiếc đêm thái chuẩn, máy chất nó đi nó sướng lắm ha anh em ha. Máy rim thái là chuẩn, chất là càng nổ càng êm, chứ không có nổ mà một chút mà nó gào, nó ré, nó xè, nó hú đó anh em. Đúng rim thái chuẩn, máy chất là phải nổ 10 phút, 15 phút là cục máy nó rất là êm, càng nổ càng êm, chứ không có phát sinh những cái tiếng động lạ, chẳng hạn như là ắc bích tông nè, cam kêu nè, cò kêu nè, nòi hú nè, bạc đạn dên vũ nè, ắc dên vũ nè, bích tông vũ nha anh em ha. Không nha, không ăn sàng lọc những chiếc xe là đặc biệt là không có một tiếng động lạ đâu anh em. Càng nổ êm, càng nổ lâu máy càng êm. Máy nổ nè, cục máy chuẩn của nó, nói chung là rim thái là phải có tiếng đặc trưng của một cái dòng rim thái, tiếng máy chuẩn của dòng rim thái, chứ không thể nào mà êm như một chiếc xe mới được nha anh em ha. Vì đã sử dụng lâu thì nó phải có một cái tiếng đặc trưng của dòng rim, chứ không phải mà nó êm ru hết nha anh em ha. Nhưng mà anh em chạy nổ máy nóng thì nó rất là êm luôn. Quá trình khởi động lâu thì nó càng nổ nó càng như vậy, không có thay đổi những cái động cơ máy. Từ lúc nổ máy tới thời gian bao lâu cũng vậy hết, một tiếng đặc trưng một thôi nha anh em, không có thay đổi, không thay đổi em ha, không thay đổi. Đặc biệt dặn ga giảm ga là không có hú hí nha anh em ha. Nhớ nha, những cái bộ nồi bộ số nó đã nhão là anh em dặn ga giảm ga nó sẽ hú nha anh em, không có bựa, không có hước nha anh em ha. Gà anh em ha, nó hơi có dơ dơ để bắt ba gà nè. Không ăn gỡ nó ra rồi nha anh em ha, bắt ba gà rồi. Cục máy đó nè. Cục máy là vô địch ha. Không ăn test máy là test trực tiếp nha, không có đứng xa xa nha anh em ha. Tiếng động rất là rõ ràng ha, không ăn thử cho anh em nghe nha anh em. Đó, để dứt là bạn gõ đó. Máy đó. Máy rất là chuẩn nha anh em. Không có gì nha anh em ha, máy em đi luôn nha anh em. Rất là chuẩn anh em ha. Máy chuẩn nha. Máy này chuẩn như Lê Duẩn luôn nha anh em. Một con rim 60 triệu. Bao hồ sơ, bao ship, bao gửi cho anh em. Đó. Và một cái giá, tôi nói là giá này giá tốt rồi. Đẹp lắm nha anh em, gắp bựng gắp cánh vô rất là đẹp ha. Bựng zin theo xe tới giờ luôn nha anh em, mặt nạ vẫn còn nè. Mặt nạ theo xe, không ăn cố gắng mở ra thôi anh em ha, gắp vô rất là đẹp. Đó. Mặt nạ đó, thấy không, rất đẹp. Không gãy không gì hết ha. Mặt nạ zin theo xe anh em. Đó. Đúng của nó nha anh em ha, không có mặt nạ thay mới đâu anh em, ốc tán cũng vần theo xe hết, rất đẹp. Đó. Kể cả cái này luôn ha, mở ra kiểm tra luôn, bẩn zin theo xe nha anh em. Đó. Bẩn zin nè, miếng này miếng gì anh em,
chủ xe để hơi bị gãy bể nè. Nghe đây nè anh em. Năm nay chủ xe họ đưa cho mình về mình hàng lại nha. Hôm nay sẽ xử lý cái bẩn này lại cho anh em. Nó bị bể một miếng anh em ha. À, làm miếng này nè anh em. À, chỗ này nè, không ai sợ nó rớt á, không ai sẽ đi hàng lại. Đánh bát lại ok hết, chuẩn cho anh em luôn. Này mặt zin tem thông số zin ha. À, yếm zin nè, màu da lính luôn, bóng lưỡng anh em ha. Yếm zin. Nắp tròn còn nha, không nứt không bể anh em ha. Vẫn rất đẹp. Coi kỹ nha, chỉ ở chỗ này thôi, còn anh sẽ xử lý lại hết cho anh em nha. Bữa này bận zin đúng đời luôn ha. Còn anh sẽ quay cái đát cho anh em xem. À, cái bận rất là đẹp. Bận này kiếm không ra đâu anh em ơi ha. Bận zin tới giờ mà đời 96 tới giờ 97 tới giờ mà anh em kiếm đâu ra. À. Tiếc cái bị bể chỗ này thôi, quá uổng. Anh chủ xe để á, anh em. À. À. Coi anh em. Đúng đời đúng đáp luôn. 96 anh em thấy không? 97, đầu 97 luôn nè. Đó, ok nè. Đó đầu 97 đó anh em thấy không? À, bựng rất là nặng. Mới giờ đó anh em ơi. À, rất là nặng ha. À, yếm của nó đó. Không có nứt không có hàng luôn anh em. Bựng đẹp lắm. Giờ test chỗ này là uổng quá, không em sẽ xử lý lại một bên cho anh em. Xử lý đẹp luôn nha anh em ha. Của trái đào anh em. Cái đào zin nè. Đẹp ghê không? À, nhìn là hiểu rồi anh em ha. À, nó còn nguyên luôn. Rất là đẹp. À. Rồi, vậy nha anh em ha. Trong clip cũng 30 phút rồi, 31 phút rồi. Máy nổ nãy giờ cũng hơn 20 phút rồi nha anh em. Không có thay đổi anh em ha. Nè, đèn vẫn sáng luôn anh em. Cũng không thay đổi anh em ha, tiếng máy rất là chuẩn luôn. OE máy như xe điện là có anh em ơi. À, máy rim Thái mà không mang bán cho anh em, mà anh em nói chung không mang bán cho anh em những chiếc xe, anh em yên tâm về máy đi, chỉ có dàn ngoài thôi ha. À, máy nào mà dám nổ 20 phút nãy giờ mà em run cho anh em quá trời. Quá ok, cục máy. Trời ơi, cục máy kìa, nổ. Quá đã. Đẹp nha anh em ha. Quay yên đẹp lắm nha anh em. Quay yên không có chạy, không có té nè, thấy không? Như mới luôn ha, quay yên nè. Quá trời đẹp, quay yên này. Đó anh em. Đẹp quá anh em ơi. Ốc của nó còn nguyên hết nè. Phải có cũ xíu anh em ha. Quay yên zin mà anh em. Phải có xét, phải có cũ nha anh em ha. Không thể nào mới được hết anh em. Không có té ngã đâu anh em ha. Nhìn kỹ đi em. Này có dán keo ta. À chủ xe hỏi kỹ anh em, khỏi sợ bị đè đây chạy nè. Họ dán cái phần này ha. Dán keo phần này. Thấy không? Thấy rồi anh em. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Trời ơi đẹp. Nhái theo xe hết trơn luôn. Rồi, ok, vậy nha anh em ha. Con quay quá là lâu rồi, một chiếc xe. Đó. Hôm nay rảnh rỗi cũng lấy những chiếc xe ra học em lau chùi lại hết. Để chứ để lâu quá nó bụi quá anh em ha. Con rim nè, chia sẻ cho anh em coi sơ anh em ha. Những con siêu phẩm là hàng trưng bày chứ không bán anh em ha. Đó. Anh em coi anh em. Chia sẻ cho biết anh em ơi. Sổ ba ga, chìa khóa, vỏ còn hết. Siêu phẩm không nha anh em ha. Chắc mang quay riêng cái clip chia sẻ sơ sơ quá. À, đi sơ anh em xem thôi. Nhìn là biết hàng hiệu rồi nha anh em. À, nhìn. Siêu phẩm không nha anh em. Nhìn cái rổ là biết rồi. Hiệu hiệu rồi anh em ha. Nhìn cái rổ, nhìn cái kiến đây. Nhìn cái vỏ đây anh em ha. Nhìn cái vỏ là hiểu rồi nha anh em. Nhìn cái vỏ nha anh em ha. Đã 96 nha anh em. Hàng hiệu nha anh em ha. Sẵn có duyên rồi Hồng An lấy ra cũng chùi rửa lau lại sơ, chứ để lâu quá nó bụi quá anh em. Cho anh em đánh chiêm ngưỡng những con cọp
siêu phẩm ha, chứ hàng thẩm ra thấy rất là nhiều, còn là xe nó không có đúng gì đâu anh em ơi. Nhìn lại xe mình ấy, nó khác xa quá, thực sự là xa lắm anh em ơi, không phải xa lắm, cùng xăng nè anh em, xa vời vợi luôn anh em, hàng hiệu không anh em ơi, bô như cái kiếm luôn, nhìn cổ bô là hiểu rồi. Này, nhìn này, hàng hiệu không anh em. Anh em nhìn cổ bô, nhìn ốc mơ như mới luôn ha. Cổ bô biết nói chuyện là như vậy nè. Gầm rồi nè. Rồi, chật quá. Chật cho anh em coi tả luôn rồi. Hỏi hỏi gì đâu. Máu nó lên tới não luôn anh em, coi xong là máu lên tới não luôn anh em. Anh em tính đâu mà rim là một đêm không ngủ đó. Nếu mà coi những con xe cọp mà hàng thật anh em ha, một đêm không ngủ anh em. Cầm đêm không ngủ anh em, mà đồng hồ zin anh em, phim zin anh em ơi. Hôm nay cũng vậy nè, cái yên là hiểu rồi anh em ha, hàng hiệu à nè, đều có dấu cho anh em. Đâm ra những con xe hàng mang rất là kỹ và mua xe rất là kỹ, vì mình cầm những con xe toàn là siêu phẩm không anh em đó. Từng đời từng loại một, những con ốc những con tán gì đó không ăn đều nhớ hết, rất là chuẩn anh em. Chất liệu phụ tùng trên xe thế nào là zin, thế nào là mới, thế nào là theo xe, Hồng An nắm rất là chuẩn luôn nha anh em, không thể nào mà có sơ xuất được nha anh em ha. Sổ nó có hết nè, yên cầm lê luôn, bô với cây kiếm, khủng long bảo chúa không anh em, thật như vậy nè, thật anh em. Di ca theo xe nè, màu lính nè, thấy không? Mà chia sẻ đúng anh em, đó, nó như vậy đó. Nút đề nè, đời này nè, đời 95 nè, 96 nè, màu này anh em thấy không? À, nói chưa? Còn nút đề màu đỏ đỏ là không phải anh em ha. Nút đề mà đỏ đỏ như vậy nè, là đời 91 là tem hồng, hai là 81 đầu, đó 82 đầu, 51 đầu, đó. Còn những con xe mà đời 96, 97 mà cái nút đề mà nó màu này là coi như là cái cụm nó cụm mới rồi ha. Không phải là hàng theo xe anh em đó, cọp á hồng hồng mới đúng nha anh em ha đó. Chứ không có đỏ đỏ chót đâu anh em đó, nhìn cặp kia là cái hàng hiệu anh em ha đó. Nè. Trời ơi rổ à, rổ này như mới luôn, con cọp này rổ rổ như mới hết nha anh em ha đó, anh em coi nè, có cái vỏ của nó nè, để mềm luôn anh em, cho theo xe đó nè, nè coi đây nè, 96 luôn anh em ha, vỏ nè, vậy luôn nè, không ná ná nhau anh em thấy không? Nó chênh lệch có dài ngàn cây đó anh em đó, chất liệu căm của nó nè cũng vậy nè, cũng có cây sét nè, ha, cây mới cây sét nè, nó xe đậu mà anh em, chắc chắn là phải có lỗi cho anh em ha, nó như vậy mới đúng là zin. Chứ anh em đừng có đòi hỏi mà biết cái căm mới tinh đâu anh em, không có đâu ha. Đó, cờ của nó nè. Đó. Cọp lại cờ này anh em ha. Đó, cái cờ đen đen vậy đó anh em. Đó, hàng cọp không anh em ha. Đó. Cờ zin đó anh em ha. Chứ không có chơi cờ Liên Hợp Quốc đâu anh em. Hàng đó, mấy con đẳng cấp đó nó khác. Chất liệu nó khác anh em. Trời ơi này đẹp lắm, chung mà không mang quay ban đêm trong nhà anh em. Nếu mà nói về so sánh thì thôi, khỏi, không có gì để coi đâu anh em. Quá trời, thấy không? Không có hàng này hàng không ai không bán đâu nha anh em ha. Chung chia sẻ thôi.
không có bán đâu anh em. Chia sẻ cho anh em biết thế nào là một con xe đúng cọp, đúng chuẩn, đúng chất, và mình phân tích cho anh em. Sơn nhông dĩ chưa tăng gì đâu anh em ơi, có vài ngàn cây anh em, chưa tăng sơn đâu. Cũng vậy luôn nha anh em ha, sơn nhông dĩ còn, cặp vỏ còn luôn nha anh em, vỏ sao luôn nè, chưa trước sau như một luôn anh em, có vài ngàn cây à. Đó. Em coi câm lên em đó, thấy không, đậu đó à, cũng có xét cũng có mới nha anh em. Anh em mình mua xe sau này đi mua xe như vậy nên nhớ nha, câm vành zin là phải có xét, phải có mới mới đúng là hàng cọp. Anh em cứ mua đi anh em, đừng có ham mua những cái câm mà mới tinh hết là tầm bậy hết nha anh em ha. Ôi máy nổ nãy giờ nữa anh em, con xe này cũng vỏ theo xe luôn nè. Bữa Hồng An có chia sẻ rồi nè em thấy không. Nhớ anh em, con này đời 81 đầu nè, 81 đầu nha anh em ha, đời 22.000 nha anh em. Cũng là hàng siêu siêu cọp luôn á. Cái này rổ là chưa xé mạc luôn ha, rổ zin chưa xé mạc luôn nè. Anh em coi cái rổ zin nha anh em ha, nè nó viên khích luôn ha, nè thấy không nè. Đó, coi rổ zin cho mình biết nha anh em, đừng có mua nhầm những cái rổ hàng mới à. Đó, rổ zin nha anh em ha. Đó, anh em mình biết sau này mình mua. Đó, rồi ok ha, nói chung chia sẻ sơ sơ thôi. Còn những con siêu phẩm ghê lắm anh em ơi ha, hàng trưng bày mà anh em đã chơi xe là một cái đam mê ha. Thì mình cứ lấy ra mình lao, mình chùi, mình nổ máy vậy đó, cái đây vậy là nó đủ phơi, đủ sung sướng rồi, không có gì bằng đâu anh em. Rồi ok, bye bye mọi người, số điện thoại xe máy Hồng An anh em ơi, có Zalo anh em.